Xin chào tất cả anh chị đã quay trở lại với kênh Ngọc Diệp Camera là số 1. Thì ở clip trước em vừa đập hộp review em camera A14S có ngoại hình như là một con robot có hai mắt zoom nha. Thì ngày hôm nay em sẽ hướng dẫn cho anh chị cách để có thể kết nối được em camera A14S này trên thiết bị điện thoại. Cực kỳ đơn giản thôi, let's go. Thì bước đầu tiên các anh chị trước khi kết nối là anh chị phải cắm nguồn cho em camera này nha. Ở đây nó sẽ có cho anh chị thêm một cái chắc để có thể cắm nguồn. Đó, anh chị thấy mắt cam em camera này sẽ khởi động quay một vòng như thế này. Sau khi đợi em camera khởi động xong thì anh chị sẽ kết nối qua app Rabbit Cam. Ok, thì bước đầu tiên anh chị mở app Rabbit Cam lên giúp em. Sau khi mở app Rabbit Cam lên thì anh chị sẽ thấy nó có dấu cộng. Ở đây anh chị sẽ ấn vào thêm thiết bị. Sau đó anh chị sẽ chọn cách là các phương thức thêm khác. Ở đây mình chọn camera giám sát, camera wifi. Ở đây thì mình chọn là giúp em là thêm thiết bị qua quét mã. Sau đó chúng ta sẽ ấn vào đây. Vào tiếp theo khi nghe thấy tiếng, hãy chọn mạng wifi cho thiết bị của bạn, nhập mật khẩu wifi và nhấp vào tiếp theo. Thì ở đây nó sẽ thông báo cho anh chị là nhập mật khẩu wifi cho camera. Thì ở đây em sẽ nhập mật khẩu wifi. Sau khi em nhập xong thì em sẽ bấm xong bước tiếp. Đưa mã QR đến trước camera của thiết bị. Nó sẽ hiện lên cho mình một cái mã QR như thế này. Thì anh chị sẽ để cái mã QR này trước mặt con cam nha. Giờ em sẽ để cái mã QR trước mắt con cam nhé. Ok, ở cái bước này thì anh chị cần đặt tên cho em camera. Thì ở đây em sẽ đặt tên cho em camera là Kho. Mình ấn xong giúp em. Sau đó mình nhấn hoàn thành. Thì nó sẽ hiện lên cho mình một cái em camera ở đây. Thì mình ấn vào, mình nhấn đã hiểu. Ở đây thì em sẽ show ra hình ảnh thực tế cũng như là khả năng zoom 10x của hai mắt cam A14S này nha. Với khả năng zoom A14S thì cho dù zoom 10x nhưng hình ảnh không bị bể nét nhiều. Và mắt trên của em camera này cũng có thể quay quét được lên đến 350 độ à. Vừa rồi là cách mà em hướng dẫn cho anh chị cách để có thể kết nối em camera A14S này bằng điện thoại qua cách quét mã QR nha. Cực kỳ đơn giản và tiện lợi luôn. Thì ở đây camera nó sẽ có một số tác vụ cơ bản. Thì ở video sau em sẽ hướng dẫn cho anh chị cách có thể sử dụng nó nha. Thì video cũng đã dài, xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong những video lần sau.